chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh mua bán ô tô. Ngày hôm nay em xin được giới thiệu với các bác trước mắt chúng ta đó là chiếc Kia Morning Van, Kia Morning nhập khẩu 5 chỗ. Em xin lỗi các bác là xe 5 chỗ các bác nhé. Xe nhập khẩu 2014 bản full option, nhập khẩu nguyên chiếc nội địa Hàn Quốc. Chiếc xe này là chiếc xe nhập lướt đời 2014 bản Sport full option đó. Thì em sẽ đi quanh xe để cho các bác cùng nhìn qua chiếc xe. Chiếc xe này nó là màu tính cherry các bác nhé. Ngoài chiếc xe, em nói qua luôn bên đầu thì đầu xe thì xe được trang bị đèn bi, lại giảm đèn led ban ngày với mặt ca lăng bản to và đèn gầm. Xe được trang bị la răng R 15/17 AC. Bên ngoài thì cũng được tự động kết hợp xi nhan. Đây em đi cùng một vòng cho các bác rồi xem. Về phần đuôi xe thì nó rất là cơ bản và màu hình cherry. Xe nhập lướt các bác nhé, đời 2014. Đây là đèn bi này, đèn bi projector và vẫn sử dụng là bóng halogen. Mặt ca lăng bản to rất là đẹp, hình mũi hổ, la răng R 15, sử dụng lốp saloon. Bản này thì là bản sport các bác nhé. Bây giờ đi vào nội thất thì các bác cùng đây là phần táp ly cửa. Thì xe được trang bị hệ thống gương gập tự động các bác nhé. Và mặt gương chỉnh điện này, bốn kính điện, rồi về phần vô lăng thì xe được bọc da, bọc da vô lăng rất là đẹp và có nút bấm thích hợp trên vô lăng nghe gọi điện thoại này, tăng giảm âm lượng này. Với lại sơn màu đen bóng ở phần này rất là đẹp. Vâng, xe có hai chấu rất là cơ bản. Thì xe có cả chế độ sấy vô lăng các bác nhé. Vâng, đây đây là hệ thống sấy vô lăng này. Khi mà chúng ta bật hệ thống sấy vô lăng lên là vô lăng rất là ấm. Vâng, còn đây có một cái chi tiết nhỏ đó này, để ý này. Đây là cái mic này, cái mic để chúng ta có thể nghe gọi Bluetooth này. Xe thì được trang bị luôn cả cửa sổ chơi. Vâng, cửa sổ chơi cũng rất là tiện nghi các bác ạ. Vâng, cửa sổ chơi, hộc để kính này. Rồi ok, mặt đồng hồ thì là mặt đồng hồ điện tử các bác nhá, đồng hồ điện tử. Vâng, thì xe cũng được trang bị thêm đó là hệ thống khởi động start stop, chìa khóa thông minh. Khi các bác ra khỏi xe thì xe sẽ tự khóa. Và màn hình 8 inch rất là đẹp. Vâng, màn hình đeo xe rất là đẹp và hiện đại. Sử dụng điều hòa tự động, hộp số tự động 4 cấp. Vâng, đây là cục gì đây? Đây là cục cục gì đấy của bên Hàn em cũng chưa để ý lắm. Và hệ thống sấy ghế được nằm tại đây, sấy ghế bên lái và sấy ghế bên phụ các bác nhá. Xe được sử dụng nó là em tính luôn là 1 này, 2 này, 3 này, 6 bóng khí. Vâng, gương chống chói các bác nhá. Vâng, gương chiếu hậu chống chói, gương chiếu hậu chống chói. Ghế da màu đen rất là đẹp, nội thất màu đen rất là đẹp. Vâng, đây là ghế sau này. Xe được có cả trang bị tựa tì tay rất là tiện. Có cái tựa tì tay chúng ta đi xe rất là đỡ mỏi tay. Vâng, xe được trang bị luôn cả camera hành trình phía sau, các bác nhìn thấy đen đen nào. Rồi ok, hệ thống loa của con này thì cũng rất là đẳng cấp. Rồi ok, thì hiện tại chiếc xe 2014 này, bản sport, bản full này bên em đang bán với giá là 415 triệu. Thì chi phí đăng ký đăng kiểm giấy tờ nó rơi vào, tại Hà Nội nó rơi vào khoảng 60 triệu nữa các bác nhá.
thì chúng ta sẽ được thừa hưởng một chiếc Kia Morning nhập khẩu nội địa Hàn Quốc nguyên chiếc, và chất lượng rất là tốt. Bên em bảo hành theo bảo hành xe là 2 năm các bác nhá. Vâng, thì em cũng chỉ giới thiệu sơ qua để cho các bác nghiên cứu thôi. Bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại 0968 831 280. Em địa chỉ em ở 69 và 68 Phạm Hùng, gần tòa nhà Kinh Nam các bác nhé. Đây là tòa nhà Kinh Nam này. Vâng. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ giúp em. Đăng ký kênh ở nút bấm đăng ký màu đỏ. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác ạ.